Yeah. Xin được giới thiệu hai chàng trai của Unify. Quý vị thân mến, đây là hai nhân vật rất là quen thuộc đối với tất cả quý vị khán giả trẻ rồi. Nhưng ngày hôm nay hơi buồn bởi vì là chương trình không thể là có 5 đội được. Cho nên là không thể là 5 thành viên xuất hiện, chỉ có 2 đội thôi. Mời các em tự giới thiệu về bản thân mình theo một cái phong cách của luật giao thông. Hả? Xin chào đồng chí, tôi là Đình Nam, còn đây là Kim Yến. À, chào em, anh là Nam. Dạ, chào anh. Anh 24 tuổi. Em 21 tuổi. Dễ thương. Con già, em già, em già. Già cái gì, tóc em bạc thôi, sớm thôi, xong rồi tiếp. Sao nữa anh? Trời đất ơi, còn làm việc vậy thôi chứ. Gặp con gái người ta rồi, làm sao để cho người ta tin tưởng mình hôm nay mình chơi thành một cặp với nhau trong cái show này nhá. Không, cái này thì tụi em có trao đổi rồi. Thì hai tụi em đến đây với tiêu chí là vui là chính. Vui là chính. Không ham thắng thua. Cảm ơn em, 50 triệu thuộc về bên này rồi. Đúng không? Thì bên đây đâu có ham thắng thua đâu. Bên này là ham thắng lắm nè. Xui nữa còn hơn xui nữa đúng không? Chứ bên đây tôi thấy là ham thắng lắm rồi nè. Rồi, xin mời các bạn giới thiệu và gửi lời chào đến với mọi người. Xin chào các đồng chí, tôi là Kyo, còn đây là Thanh Huyền. Châm ngôn sống của chúng tôi là nhanh thì chậm mà chậm thì nhanh. Ấy, khoan từ từ. Nhanh thì chậm mà chậm thì nhanh. Em có thể giải thích rõ nét hơn được không ạ? Ý là ví dụ như trong đội em có hai người, nếu mà người này nhanh thì người kia phải chậm. Mà người này nhanh thì người này phải chậm. Là nó ngược lại như vậy đúng không? Nhưng mà thực sự là đối với an toàn giao thông thì để mà nhanh thì chúng ta nên chờ từ từ. Dạ đúng rồi. Chứ đừng có quá vội, vội quá đôi khi là chỉ một giây thôi, hối hận cả đời. Dạ. Đúng không? Đúng đúng đúng. Đó. Ngày hôm nay thì hai đội chơi đã xuất hiện rồi. Nhưng mà Mizu sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra nhẹ nha. Kiểm tra nhẹ để coi có đủ những cái yếu tố để tham gia chương trình ngày hôm nay hay chưa. Rồi. Em gái. Dạ. Mình đã có bằng lái chưa? Thật ra thì bằng lái là cái tuổi của em mà nó cũng đã phải có. Phải có. Dạ, nhưng tuy ra là em vẫn chưa có. Em vẫn chưa có. Vẫn chưa có. Khi nào em mới chịu có? Em định là tham gia chương trình xong thì em sẽ chịu có bằng lái. Dạ. Dạ. Chương trình không có quá là nhiều tất cả mọi thứ đâu, nó chỉ có một cái khía cạnh nhỏ thôi. Nhưng mà biết đâu được sẽ giúp cho em có một cái gì đó tự tin hơn. Dạ. Một cái phán đoán nó chắc chắn hơn để chúng ta thi cho nó đậu liền luôn, không phải làm lại 2-3 lần. Dạ. Ok. Dạ em trai, thì em có bằng lái chưa? Dạ em đã có rồi. Bằng lái máy bay có chưa? Dạ em có luôn rồi. Trời. Ê, thiệt hả? Không phải, em đi bộ không à? Đi bộ không. Vậy giờ sao ta? Đi bộ không có kinh nghiệm tham gia chương trình không? Em đi bộ cho nên là em đi ngoài đường á, em nhìn mấy cái biển báo là em nhớ rõ lắm. Biết được hết mà em không biết được ý nghĩa nữa thôi. Không biết được ý nghĩa nữa thôi. Cảm ơn em. Thôi ráng lên, anh thấy tương lai hai đứa rồi đó. Bên này bọn em chứ bên đây ta không biết gì. Tiếp bên mình sao nè. Em anh thì tin em vào em, có em có bằng lái rồi. Đâu. Bằng lái xe máy cũng được, nhưng mà hôm nay mình thi mà lái xe hơi đúng không ạ? Không, bằng lái xe máy xe hơi luôn. Đó, cái gì có liên quan tới biển báo và liên quan tới những phương tiện giao thông thì thi hết. Dạ thì em thì cái hiểu biết của em thì nó cũng không ít nhưng mà cũng không rộng, nó cũng vừa đủ để em biết là đèn xanh thì đi, đèn đỏ dừng, đèn vàng chạy chậm. Anh cũng hiểu tương lai luôn. Em nói luôn đi em, khai thiệt đi, hôm nay đội mình có cái gì để thi đấu với đội bạn nè? Anh tin em. Dạ em chưa biết chạy xe, chưa có bằng lái luôn, chưa có bằng lái luôn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình rất vô tư. Cứ vô tư đi, rồi mọi thứ sẽ đến thôi. Rồi, hai đội chúng ta sẽ quyết tâm nhé, tạo một cái dáng để có thể bắt đầu cuộc chơi. 1, 2, 3, vô!